Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trận rông lốc, mưa đá diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mưa đá xảy ra tại 5 huyện gồm Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Thiên tai làm chị GTN sinh năm 1988, xã Triềng Khong, huyện Sông Mã bị xét đánh tử vong. Ba người ở hai huyện Quỳnh Nhai và Bắc Yên bị thương. Bên cạnh đó, rông lốc, mưa đá còn làm hư hỏng hơn 4.750 nhà ở của người dân tại các huyện Vân Hồ, Phủ Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai. 21 điểm trường trên địa bàn huyện Phú Yên, hệ thống điện ở các huyện Phù Yên, Bắc Yên. Ngoài ra, thiên tai còn gây thiệt hại hơn 149 hecta lúa ở huyện Phù Yên, trên 153 hecta hoa màu tại hai huyện Vân Hồ, Phù Yên bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hơn 54,5 tỷ đồng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện tiếp tục chỉ đạo, ra soát, triển khai công tác cảnh báo, tuyên truyền tới người dân về phòng chống thiên tai. Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4, trên luồng sông Chanh, đoạn thuộc địa giới hành chính cho Ủy ban Nhân dân phường Hà An và phường Phong Hải Quản lý đã xảy ra vụ tai nạn chìm đắm phương tiện thuyền nan có chiều dài gần 6 mét. Trên phương tiện này có chị Nguyễn Thị Tuyên, sinh năm 1979, trú tại khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh là chủ phương tiện và 5 công dân đi làm thủy sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, Ủy ban Nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an huy động trên 250 người và 12 tàu xuồng tìm kiếm. Cùng với đó, thị xã Quảng Yên yêu cầu các địa phương dọc hai bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 9 giờ ngày 25 tháng 4, chính quyền các địa phương đã huy động thêm lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, tích cực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Qua điều tra của cơ quan chức năng trong quá trình nhóm người trên khi đang di chuyển để đánh bắt thủy sản từ Bến Đò tại phường Phong Hải sang Bến Đò phường Hà An, thị xã Quảng Yên thì bất ngờ dông lốc xuất hiện làm lật thuyền. Sau đó có hai người may mắn bơi được vào bờ nhưng bốn người còn lại đã mất tích. Chủ phương tiện Nguyễn Thị Tuyên cùng chị Nguyễn Thị Nhịp sinh năm 1980, trú tại thôn Nam 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, may mắn bơi được vào bờ, được cứu hộ an toàn. Bốn người mất tích được xác định gồm Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi, Nguyễn Thị Mơ, 41 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa, 45 tuổi, cùng trú tại thôn 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, bà Dương Thị Cường, 58 tuổi, trú tại thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Trong vụ việc chìm tàu gần đảo Lý Sơn, cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích. Thông tin trên vừa được bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vào chiều tối ngày 24 tháng 4, theo bà Hương, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên chưa xác định danh tính, một trong số 5 người chết và mất tích trong vụ tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan LA06883 chìm ở vùng biển gần đảo Lý Sơn. Bà Hương nói thi thể thuyền viên mới nhất được tìm thấy ở ngay khu vực chìm tàu hiện các lực lượng đang tích cực phối hợp tìm kiếm tung tích thuyền viên còn lại hiện tại cảng vụ hàng hải quảng ngãi đang phối hợp với các đơn vị chức năng như trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đồn biên phòng lý sơn các tàu vận tải hành khách tuyến sa kỳ lý sơn tàu cá ngư dân tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích thợ lặn cũng đã được huy động để tìm kiếm hiện xà lan đã được các tàu lai dắt về khu vực gần cảng lý sơn nhiều chuyên gia tính toán kênh đào Phù Nam Teco mà Campuchia triển khai sẽ có ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm đến 50%. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên, Đại học Cần Thơ cho biết, dự án kênh đào sẽ chảy qua một vùng đất có khoảng 1,5 triệu dân sinh sống, tạo ra một cơ sở phát triển kinh tế cho Campuchia. Sắp tới, dân số ở khu vực này sẽ gia tăng nhờ đô thị hóa hai bên kênh và nhiều cơ sở thương mại dịch vụ hậu cần cũng phát triển theo. Chuyên gia nói vì thế nếu tính đầy đủ, thêm lượng nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp đô thị từ dự án 1,7 tỷ đô la Mỹ này, thì nước trên sông Tiền và sông Hậu, hai phân lưu của sông Mekong về đến đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm khoảng 50%. Những năm khô hạn thì sự thiếu hụt nước sẽ trầm trọng hơn, và cho biết thêm rằng với mực suy giảm, khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng hơn nữa diện tích canh tác vùng châu thổ Cửu Long trong tương lai vào mùa khô, và trong các giai đoạn triều cường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, con kênh này khi mà đào đất sẽ đắp ra hai bên, thành đường, thành phố, khu công nghiệp sẽ mọc lên ở đó, trở thành một con đê chắn ngang qua cánh đồng lũ từ sông Hậu đi. Và khi chắn ngang qua như vậy, thì phía bắc của con kênh sẽ ngập nhiều hơn và phía nam con kênh, tức là phía Việt Nam, sẽ ít nước, phù sa ít và lượng cá ít hơn tất cả những công trình mình làm ở vùng tứ giác long xuyên gần như mất tác dụng mất chức năng hết những cống đập tha la trà sư hay những vùng đất ngập nước hay là những đe bao ba vụ hay là những khu dân cư vượt lũ trở thành vô dụng bởi vì hiện nay không còn lũ lại còn giảm lũ nữa thì mấy cái này không còn ý nghĩa gì nữa Đặc biệt, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trong vùng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 có thể phải điều chỉnh vì trước đó đã không có xem xét yếu tố hố kênh đào Phù Nam Teco là nhân tố mới liên quan nguồn nước. Chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ có thể bị ảnh hưởng do đặc điểm nguồn nước thiếu hụt và suy giảm sức khỏe đất, đặc biệt vào vụ đông xuân. Thiếu hụt nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Một bộ phận người dân đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và có thể gia tăng lượng di cư khỏi đồng bằng. Tiến sĩ Tuấn đề nghị, trước mắt Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam đề nghị Campuchia tạm dừng dự án này thêm một thời gian để có những nghiên cứu đối thoại sâu hơn với sự hợp tác của các chuyên gia kinh nghiệm khách quan. Sau khi phê chuẩn dự án Gendal Phunam Teco, vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, giới chức Campuchia đã thiết lập Ủy ban Liên Bộ để triển khai công trình dài 180 km, tổng chi phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, kênh đào được khởi công cuối năm nay, hoạt động năm 2028, tức thời gian xây dựng chỉ 4 năm. Từ những tác động lớn, nếu dự án kênh triển khai, ông Đặng Thanh Lâm, Viện Phó Thủy lợi và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần đề xuất Ủy hội sông Mê Công Quốc tế và Campuchia sớm cung cấp đánh giá tác động môi trường liên quan dự án. Theo ông Lâm, Viện Thủy lợi và Môi trường đang lập quy hoạch phòng chống thiên tai cho đồng bằng sông Cửu Long. Việc lập quy hoạch mà bỏ qua tác động từ dự án này sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài. Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 40.000 km vuông với hơn 17,4 triệu người, chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng, và đóng góp 17% GDP cả nước. Vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hàng mạng nghiêm trọng, là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Mới đây, một trận mưa đá có mật độ dày đặc kéo dài xảy ra tại huyện Mai Châu, Hòa Bình và huyện Vân Hồ, Sơn La gây thiệt hại trên diện rộng cho nhiều hoa màu và nhà cửa của bà con. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, Giang A đánh giá, đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn. Thống kê ban đầu, trận mưa đá không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại khoảng 400 hecta hoa màu, cây ăn quả lâu năm. Trong đó có hơn 200 hecta bị thiệt hại toàn bộ. Ngoài ra, mưa đá cũng làm thủng, vỡ mái hơn 30 nhà dân. Còn tại Hòa Bình, dẫn thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu cho biết, mưa đá xảy ra trên địa bàn hai xã Hang Kia và Pà Cò vào khoảng 16 giờ và kéo dài khoảng 20 phút. Mưa đá phủ trắng nhiều đồi núi nương rẫy bản làng của hai xã. Những hạt đá đường kính 1 đến 2 cm sau khi rơi xuống bị nước cuốn dày đặc hai bên lề quốc lộ 6 và phủ khắp các sườn đồi nương rẫy. Nhiều diện tích trồng cải, mận đào ở xã Pa Cò bị mưa đá làm dụng quả dập nát. Mái nhà của một số hộ dân ở xã Pa Cò và hang kia đã bị thủng. Đây cũng là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại huyện Mai Châu. Bà Nguyễn Thanh Bình, dự báo viên Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua, nhiều tỉnh thành xuất hiện mưa rông do kết hợp cả nguyên nhân nhiệt lực và động lực. Thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5, khu vực phía Nam của Trung Quốc có một giải mây gây thời tiết xấu ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam. Trên một nền nhiệt theo thống kê của cơ quan khí tượng, từ 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 cao hơn trung bình nhiều năm từ 2 đến 3 độ C. Điều này đã kích thích quá trình hoạt động của các đám mây đối lưu. Chính các đám mây đối lưu này đã gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như trên, đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt. Nguyên lý của hình thành rông nhiệt là vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng mặt trời hun nóng tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Tháng 5 đến 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn. Với rông nhiệt do động lực thì có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Dòng rông nhiệt có quy luật, ở các tỉnh phía Bắc hay thủ đô Hà Nội, rông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Vòng đời của một đám mây rông rất ngắn, khoảng 4 đến 6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Xuất hiện bất ngờ gây ra những trận rông tố lốc nên thiệt hại không nhỏ. Cùng quan điểm ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời điểm này thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển tiếp sang mùa hè nên mưa rông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Thông thường ở nước ta, rông nhiệt xuất hiện từ đầu mùa hè cuối tháng 3 âm lịch và thường vào cuối mỗi buổi chiều sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên cũng có những cơn rông được tích tụ sau nhiều ngày nắng nóng. Hiện tượng này sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12. Điều đáng lo ngại là mặc dù cơn rông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng thường đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, sấm sét dữ dội. Chuyên gia khuyên, để ứng phó với thời tiết cực đoan, chúng ta cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng. Ngoài ra, cần quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh, ẩm.